Hello, chào các bạn. Hôm nay mua được mượn gà nè. Mượn gà con. Giờ nuôi gà các bạn. Mình cũng đẹp. Mình nhà con rồi. Đây là ở đây là mình dừng kia mình vô. Đó. Mời con. Nó che lại các bạn. Nhát lắm mới mua về nó nhát. Mình che lại. Đã xung quanh lại mình nuôi gà. Thank you.
Đồ ăn vô rồi bỏ ra ra bỏ ra vô bỏ cho ăn này, thấy không, bỏ cát vô này. Mới mua chục con vịt, quên chục con gà đây để nuôi bạn. Đó giờ mới làm này xong rồi. Đó là mua cái ấy nước kia cám cho ngăn rồi bạn. Giờ nó đến đây cũng xin tạm dừng mình éo. Nhớ vô đây làm ký sơn của chị lóc hai cho con nha bạn, ủng hộ hai cho con nha bạn. Hẹn lại với bạn lần sau, nhớ bấm like nha, đăng ký kênh nha bạn. Ủng hộ sơn của chị lóc hai cho con nha bạn. Xin chào, hẹn lại với bạn. Bye bye. Rồi, giờ chăm sóc gà nha bạn. Để nhìn phong hơi rồi. Này che để trên đó. Còn này lấy gì che đây là trên đây qua đây nữa rồi làm cái cửa này các bạn.